Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Cassette Văn Chương cùng Học Văn Chị Hiên. Ngày hôm nay, chúng mình sẽ tiếp tục đến với một đoạn trích khác trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Đoạn trích mang tên Kiều ở lầu Ngưng Bích. Đoạn này nằm ở phần thứ 2, Gia Biến và Lưu Lạc. Sau khi biết mình bị lừa vào chốn lầu xanh, Kiều uất ức định tự vẫn. Tú bà vừa hứa hẹn đợi Kiều bình phục sẽ gả chồng cho nàng vào nơi tử tế, rồi đưa Kiều ra giam lòng ở lầu Ngưng Bích đợi thực hiện âm mưu mới. Sau đây là đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích. Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân, vẻ non xa tấm trăng gần ở chung, bốn bề bát ngát xa trông, cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia, bẽ bàng mây sớm đèn khuya, nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Từng người dưới nguyệt chén đồng, tiếng sương lúng những dày trông mai chờ. Bên trời góc bể bơ vơ, tấm son gột rửa bao giờ cho phai. Xót người tựa cửa hôm mai, quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ. Sân lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc từ đã vừa người ôm. Buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Buồn trông ngọn nước mới xa, hoa trôi man mác biết là về đâu. Buồn trông nội cỏ dầu dầu, trên mây mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trông gió cuốn mặt duềnh, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Trích truyện Kiều Nguyễn Du.